thành cá ti la về. Tất đạt đa thái tử con vua tịnh phạn, thời niên thiếu sống trong những uể mong, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành cá ti la về, tất đạt đa quyết chí xuất gia tầm đạo, lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sòng, rừng núi cả vàng muôn tin hào quang chiếu sáng bóng ngài, chim vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bốn xứ. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê tham dần lầm lối, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Dần lầm lối, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2011, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật Thành Đạo. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm qua đó chúng ta học một bài giáo lý có tên là giáo lý của 12 nhân duyên, hay là gọi là giáo lý duyên khởi. Nhân duyên có nghĩa là cái này nó là nhân và nó duyên cái khác để mọi sự, mọi việc có thể có mặt.
Thí dụ như mình muốn đóng một cái bàn thì đinh là một nhân, gỗ là nhân, rồi tất cả cái nhân đó nó duyên với nhau, nó kết hợp lại để nó thành ra một cái quả là có cái bàn. Mà nếu mình chỉ có gỗ thì mình ngồi đó mình có tụng cả đời thì cũng không thành cái bàn được, tại vì nó thiếu cái dụng cụ. Phải có đinh, có gỗ, có người đóng. Đó là mình nói ba cái nhân gọi là nhân chính. Chứ còn mà nếu mình đi truy tìm ra đinh này làm từ đâu, làm bằng những chất gì, người đóng nó được làm sao có mặt, thì đi tìm trùng trùng duyên khởi. Đạo Phật có một danh từ là trùng trùng duyên khởi, nói không hết những cái nhân duyên đó. Thì 12 nhân duyên á, lâu nay mình học á, thì mình học theo cái giáo lý chiều dọc, tức là mình nói theo thứ tự. Vô minh là do mình không sáng suốt, cho nên dẫn tới cái chuyện mà tâm mình bị dao động, phiền muộn. Từ những cái dao động phiền muộn mình sanh ra những phân biệt, rồi mình gọi là thức, rồi mình sống bằng cái danh sắc, sinh lý, tâm lý của mình, rồi dẫn đến cái sự tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, tiếp xúc với những cảnh vật bên ngoài. Rồi mình tiếp xúc với nó, rồi mình đâm ra mình ái luyến nó, rồi mình buồn khổ với nó, rồi mình cố chấp, mình muốn bảo thủ nó. Rồi từ đó nó sinh ra đủ chuyện, rồi bắt đầu có những cái ưu bi, đau khổ. Đó là mình nói theo cái chiều tiêu cực. Mình nói theo chiều dọc. Và người ta hay chứng minh, đem cái giáo lý nhân duyên này ra để chứng minh cái vòng sanh tử luân hồi. Bây giờ nghĩ, dù gì mình nói ví dụ ha. Mình sanh trong bụng, mình ở trong bụng mẹ, mình sinh ra đời, mình lớn lên, mình đi học, mình kiếm bạn trai, bạn gái, rồi mình lập gia đình. Rồi bắt đầu mình có thương đó, có thương yêu, muốn lập gia đình. Rồi mình bắt đầu mình muốn bảo vệ người đó là người thương của mình, không ai được chiếm. Từ đó mình bắt đầu mình không được thì mình lại ghen tuông. Rồi mình bắt đầu mình sanh con, rồi mình thương con, rồi con có hiếu hay là con không có hiếu. Rồi bắt đầu một chuỗi dài, có những cái trầm luân phiền muộn, cứ vòng vòng vậy. Mà không phải đời mình, hết đời mình rồi bắt đầu tới đời con cháu, mà cũng cứ vòng vòng bao nhiêu chuyện đó thôi. Mình nói ví dụ vậy. Thì cái thập nhị nhân duyên này nó cũng ví dụ giống như nãy giờ. Ví dụ, cứ con người mình nó cứ sống vòng vòng vậy. Mà thậm chí khi mình khổ quá, khổ quá, nhưng mà bây giờ con mình nó sanh ra nó cũng khổ giống mình vậy. Nó cũng đi theo cái chiều, tại vì người ta hay nói theo nó có cái kiểu mà trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, thí dụ vậy. Tức là đi theo cái chuỗi vòng vòng như vậy. Cho nên thường người ta hay giải thích như vậy để chứng minh rằng một cái vòng luân hồi. Chữ luân là một cái vòng, hồi là đáo trở lại. Lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột. Dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành. Nó cứ đi như vậy. Hỏi đồng gì? Đồng bạc. Bạc gì? Bạc chì. Son gì? Son tàu. Tàu gì? Tàu chuối. Chuối gì? Chuối hột. Hột gì? Hột tiêu. Tiêu gì? Tiêu sỏ. Sỏ gì? Sỏ ma. Ma gì? Ma da. Da gì? Da chồn. Cứ như vậy nó đi. Là mình cũng cứ vòng vòng như vậy, lẫn quẩn vậy. Thì thôi bây giờ mình nhìn một ngày của mình thôi. Mình có luân hồi, ưu bi khổ não cái kiểu đó không? Có chứ. Sáng mở mắt ra thì mình cũng làm theo thứ lớp nha. Đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Rồi bắt đầu tắm rửa, thay quần áo chi đó. Rồi bắt đầu chải tóc, rồi sấy tóc. Rồi... sức gieo, rồi làm mặt, rồi ra uống cà phê, rồi cái đề máy xe, ra đi làm. Vô trong đó rồi chào, rồi hỏi, rồi làm cái hết 15 phút, 20 phút cái break, cái ly cà phê, cái bánh donut. Rồi cái là hết giờ rồi đi về ra xe, lái xe về nhà, nấu ăn.
Rồi cái bắt đầu sao nữa? Tắm rửa tivi rồi cái đi ngủ. Mà không có ngày nào mình làm gì nó khác hơn. Mà có chán không? Cũng bình thường. Có chán thì cũng một chút thôi, rồi làm gì hơn giờ. Kiếp người thì nó cứ lây hoay kiểu vậy thôi. Chứ mình giờ làm gì được giờ. Có nhiều khi mình lỡ vô vòng rồi thì muốn thoát cũng không được. Hồi xưa thúc sinh cũng nói với ba vậy đó. Chót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Ai cũng lỡ nhúng chàm hết rồi. Thì bây giờ phải làm hết kiếp chứ giờ sao. Có than van có gì nữa bây giờ. Thì đó là mình nói theo cái chiều tích cực mà ngày hôm qua mình có nói. Thập nhị nhân duyên gọi là duyên khởi. Lâu nay là mình đi theo cái chiều tung, chiều dọc. Bây giờ mình đi chiều hoành, tức là chiều ngang. Tung hoành là dọc ngang. Hồi đó người ta nhắc ông Từ Hải: chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Rằng Từ là đấng anh hùng, trọc trời, dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi. Những cái danh từ ngang dọc, tung hoành nó nằm ở trong Truyện Kiều. Có mấy câu như vậy. Thí dụ như một cái tấm liễn, người ta viết bốn chữ, giống như chánh điện mình vậy đó: vạn đức từ dung. Thì cái tấm liễn ngang như vậy ta kêu là bức hoành phi. Hoành là ngang, bay ngang vậy, hoành phi. Còn hai bên mà ta đối chữ với nhau, đối liễn. Liễn là câu dài xuống, là đối chữ này, đối chữ kia. Hội Phật giáo chánh tín chùa Hải Đức, cho nên bắt đầu hai chữ hai bên: chánh tín như đại địa, bất tăng, bất giảm, bất khả tư nghị. Hải Đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Ở đây đi chùa mấy chục năm mà thuộc hai câu đối chưa? Bần tăng lâu lâu gán lần mà nhớ, thấy không? Chánh tín như đại địa, bất tăng, bất giảm, bất khả tư nghị. Hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Hai câu đối rất hay. Ở trước cửa chùa để làm sao? Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, vạn thọ đồng quy bát nhã môn. Thì bây giờ á, ngày hôm qua mình mới nói là con người mình là có vô minh. Mình không có chối cãi. Nhưng mà không chỉ có nhận mình chỉ có vô minh mà không có cái khác. Mình có vô minh nhưng mà mình cũng có minh. Vô minh là gì? Vô minh là không sáng suốt. Nhưng mình cũng có sáng suốt. Tại vì nếu không có sáng suốt, mình đâu có đi vô chùa, mình đâu có đi tu. Nhưng ngày hôm qua Pháp Hòa kể câu chuyện anh chàng say vậy đó. Trong khi say mà đòi làm Phật. Còn những người không say nhưng mà chưa hề nghĩ tới làm Phật, cho nên người ta mới cự Phật. Ta nói: tại sao Phật cho anh say đi tu? Phật mới nói: hãy ảnh say mà ảnh còn nghĩ tới chuyện làm Phật. Còn mấy ông tỉnh mà chưa hề mấy ông nghĩ tới chuyện thành Phật. Như vậy thì ai tỉnh hơn ai? Ai say hơn ai? Gần đây có một em đang đi làm bình thường, có gia đình, có vợ con đàng hoàng. Thì tự nhiên cái tinh thần em nó sa sút, bây giờ nó không bình thường. Thì nó đi tới chùa, nó kiếm Pháp Hòa. Thì ngày nào một tuần lễ nó tranh thủ một tuần nó ghé chùa, nó tụng kinh lần mà tội nghiệp nó không biết đọc tiếng Việt. Nói thì giỏi mà đọc không được. Pháp Hòa nói: thôi bây giờ em không biết đọc tiếng Việt á, mỗi lần chùa tụng kinh em cứ ngồi em tĩnh tâm em niệm Phật. Nó nghe tụng kinh nó thích quá, nó đem cái MP3 tới, nó nhờ một cô Phật tử đem hết tất cả những cái dĩa băng Pháp Hòa tụng
bỏ vô trong cái MP3 cho em, cho em nghe. Thì đâu chừng tuần lễ sau thì ba mẹ em tìm tới thầy, tìm tới Pháp Hòa. Là tại sao? Nó về nó khoe, nói má, lúc này con đi lên chùa, con gặp thầy Pháp Hòa, tụng kinh với thầy, thầy tụng kinh hay lắm, thầy cho con băng giảng tiếng Anh, thầy giảng hay lắm. Ba mẹ mừng quá, ba mẹ nói vậy hả con, bây giờ con lên chùa rồi hả? Nếu mà thầy khuyên con nghe không? Nó dạ nghe chứ. Thì ba mẹ lên nhờ Pháp Hòa khuyên em uống thuốc. Thì em Pháp Hòa có nói với ba mẹ một câu rằng: quý vị cũng mừng, em nó bệnh mà nó không đi đâu khác hơn, nó biết tìm tới chùa, đó là một cái phước. Có nhiều người, người ta đau khổ mà người ta không có tìm tới thiện tri thức. Người đi tìm rượu, người ta tìm song bài, người ta tìm những cái thú khác, người ta nghĩ rằng người ta làm như vậy người ta sẽ quên buồn. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ tạm vắng mặt, nhưng mà đâu vào đó hết. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Hai câu trong truyện Kiều đó. Uống rượu xong rồi, tàn canh rồi, mình đối diện lại với mình thì cái đau khổ nó vẫn y hệt, nó đâu có cái gì nó chuyển đâu. Cho nên khi một người say, một người bệnh mà người ta còn tìm tới chùa, người ta tìm tới mình để người ta tâm sự, người ta trút ra để người ta tìm cầu cái phương pháp, thì mình phải biết rằng người này có mình. Nếu mà con người mình chỉ thuần chất là vô minh thì con người mình không có cơ hội tiến bộ, tiến hóa, chuyển hóa. Mà tu theo Phật là không phải như vậy. Tu theo Phật là phải nhìn ra mình rồi đi tìm cái phương pháp chuyển hóa. Cho nên ai đi chùa cũng mong mỏi mình được thay đổi con người mình. Mùa đông năm nay có một khóa tu dành cho teenager từ ngày 27 cho đến 30 Tây ở tại tu viện Tây Thiên. Thì trong một cái buổi giảng cho các em á, thì Pháp Hòa có định nghĩa lại hai chữ tu và học bằng cái ngôn ngữ của teenager. Thì Pháp Hòa nói đơn giản lắm. Pháp Hòa nói: các con biết tu là gì không? Tu là sửa. Sửa cái gì biết không? Sửa cái tướng, sửa cái tâm. Tu theo Phật là chỉ có vậy thôi, chứ có gì nữa đâu. Hồi xưa mình đi lất cất, bây giờ sửa cái tướng đi cho nó đàng hoàng. Hồi xưa tâm mình ganh tị với người khác, giờ không có ganh nữa. Thấy người khác thành tựu mình mừng cho người ta. Hồi xưa mình thấy đố kỵ, ganh tị, ích kỷ, bây giờ không, đừng làm như vậy, nhỏ, không dễ thương, sửa cái đó lại. Mà được như vậy là các con tu rồi. Nhưng mà nếu muốn tu cái đó, muốn sửa cái đó, muốn chỉnh cái đó mà không học thì biết mình như thế nào để mà chỉnh mà sửa. Cho hai cái chữ tu học là vậy. Con muốn tu có nghĩa là con có thiện chí, con muốn sửa thì con phải học. Học cái gì? Học coi mình đang dở chỗ nào mà sửa. Ai không biết nấu ăn, có điều là nấu dở nấu ngon thôi. Thì bây giờ muốn học, muốn nấu ngon phải đi tới học. Học rồi mình biết, à, tại sao mà tôi làm chả lụa, tôi làm hoài mà nó nhão nhẹt, nó không có khô, nó không có ráo. Là bởi vì lúc tôi đổ cái tàu hủ kia ra đó, tôi quên rắc muối, cho nên tàu hủ kia nó không ráo. Muốn tàu hủ kia cho nó ráo mà làm chả lụa cho ngon là khi luộc tàu hủ kia rồi, trút nó ra cái rổ rồi, phải cho miếng muối vô quậy. Thì mình dằn lên là nước nó ra sạch hết. Một lát tàu hủ kia nó ráo làm tàu hủ, làm chả lụa chay rất ngon. Tôi không biết tại sao mà tôi luộc rau mà xào một hồi lên cái dĩa rau tôi nó đang thùi, nó không ngon, nhìn nó không ngon. Học người ta. À thì ra lúc luộc nhớ cho miếng muối, luộc ra rồi xả nước lạnh liền, rau xanh cả buổi. Không học lấy gì biết. Hồi xưa tôi xào dĩa rau nhìn ăn không nổi, tôi nhìn tôi còn sợ nữa chứ đừng người khác. Thí dụ vậy. Chỉ có một chút bí quyết đó thôi, là luộc rau rồi xả nước lạnh, rau nó xanh. Thì khi mà làm được như vậy, nó tu học chứ gì đâu. Cho nên mình đừng có tự nhận con người mình chỉ là vô minh thuần chất, không có.
Bởi đúng, bây giờ thí dụ bây giờ mình có nhận mình là vô minh thuần chất, cho nên nó đi tới cái hành là mình tạo tác biết bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ không làm nữa, bừng tỉnh. Đi tới cái chuyện thứ hai, minh là sáng đó. Vô minh hết thì không có nghĩa là dứt. Vô minh hết là minh sinh. Hồi nãy là vô minh còn hành sinh, bây giờ vô minh hết minh sinh. Giống như bây giờ ai mà chơi football, cá độ, càng chơi càng thua, không chơi nữa, quyết định không chơi nữa, tiền dư, nhà yên ổn. Cho nên vô minh mà hết là minh sinh. Cho nên vô minh nó đối lại với minh, mà minh là cái mặt tích cực, vô minh là tiêu cực. Ngày hôm qua mình mới nói cái phần tiêu cực thôi, còn người mình là vô minh. Nhưng mình nhận mình vô minh không, mà biết mình vô minh là có minh rồi đó. Có minh là mới biết mình vô minh. Nhưng mà nếu mình không có thay đổi thì mình y chang vậy. Có cái ông nó uống rượu say mà ông nói vậy đó: những lúc say xưa cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa, hay ưa nên mới không chừa được, chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cái đó là minh. Minh hay là không minh? Những lúc say xưa cũng muốn chừa là rõ ràng có một chút minh. Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa, minh mà rồi đi vô vô minh nữa. Hay ưa nhưng mà không chừa được, chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa. Cái đó là nói theo Phật là gì? Người từ sáng đi vào tối. Còn mình đó, lâu nay mình sống trong bóng tối, bây giờ mình muốn đi ra khỏi cái bóng tối đó, là người từ tối đi ra sáng. Phật dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là từ sáng đi ra sáng. Hạng người thứ hai, từ sáng ra tối. Hạng người thứ ba, từ tối ra sáng. Hạng người thứ tư, từ tối vô tối. Tại có người hỏi Phật về vấn đề nhân quả, Phật nói vậy. Mình có thể chuyển đổi, cho nên mình có vô minh, nhưng mình nhờ mình có cái minh ở trong mình, cho nên một ngày nào đó cái minh nó sinh. Vô minh hết là minh sinh. Cho nên trong nhà Phật á, tội lỗi không cần phải van xin, một người nào, một đấng nào tha tội cho mình hết. Mà cái tội mình phải tự mình chuyển đổi, tội mới hết. Vì sao? Vì tội từ tâm sinh, thì phải từ tâm mà diệt. Tâm mà được diệt rồi thì tội liền tiêu. Mình ghét người đó, mình chửi người đó, mình hận thù người đó, bây giờ biết rồi. Mỗi lần mình chửi như vậy, người ta nhìn mình người ta đâu có biết giữa mình với người kia ân oán như thế nào. Nhưng mà hiện tại người ta nhìn mình không dễ thương, người kia nín thinh, con mình nói, mình chửi, mình rủa người ta. Thì như vậy thì chứng người ai lỗi, ai phải chưa biết, nhưng mà trước mặt người ta là mình là cái người không dễ thương, xấu dữ lắm. Dứt cái đó. Tội từ tâm khởi, đem tâm sát. Tâm được tỉnh rồi, tội liền tiêu. Cho nên Ngài Huyền Giác cũng nói vậy đó: quân bất kiến, tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức chân tánh, hiện hóa không thân tức pháp thân. Khỏi cần đi kiếm đâu hết. Một khi mà minh, vô minh mà rửa rồi thì minh nó sáng. Giống như cái tấm gương, luôn nó là sáng, chẳng qua bụi nó bám lên thì mình không thấy gương. Bây giờ chỉ cần lau lớp bụi thì kiến nó sáng, mà không cần nói gì hết. Mình cũng vậy. Hồi đó là vô minh, bây giờ mình minh. Vì vô minh cho nên mình mới dao động cái tâm thức của mình, phiền não quấy động. Bây giờ nè, vô minh hết minh sinh. Minh có rồi thì cái gì có mặt? Đại nguyện có mặt. Khi minh nó có rồi thì buộc minh là gì? Minh là sáng, thấy rõ. Một khi thấy rõ rồi thì phải phát nguyện, phải có bồ đề tâm và phát nguyện. Giờ thay vì hành là dao động cái tâm,
hành động, lời nói. Bây giờ không có. Minh có mặt thì đại nguyện có mặt. Đại nguyện là gì? Phải phát nguyện. Thí dụ ha, hồi xưa nhà mình ngày nào cũng gây, vợ chồng nhiều khi chút cũng gây, hai chút cũng gây, gây riết cái nó mệt mỏi quá. Cái bữa nào không gây sao, ủa cái nhà mình sao bữa nay nó yên hơn vậy? Trời, bây giờ mới đập bàn cái bóp. Lâu mới thì ra không gây nhà mới yên. Trời ơi, chuyện xưa như ta đất mà giờ mới phải biết. Biết rồi phải phát nguyện. Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khế. Biết cái đó rồi phải phát cái nguyện. Thôi bây giờ chồng mình nóng thì mình phải nguội. Dù bây giờ mình không tập như vậy rồi mai mốt con cái thì sao? Chồng nóng rồi mình cũng nóng theo nữa, mình đốt đứa con mất rồi còn gì. Mình đẩy đứa con ra khỏi gia đình rồi còn gì. Cho nên chồng mình nóng thì mình phải nguội để mình vuốt ve đứa con. Mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là ở cái xã hội này mà nếu mà con cái nó lớn lên mình theo bạn bè đó, mà hai vợ chồng mà không có cái đó, đó con nó dễ đi lắm. Vì nó thấy nó ở gần cha mẹ, mẹ là lửa, ba là xăng, rốt cuộc nó chịu không nổi. Cho nên mình phải làm cái chuyện đó. Đại nguyện, phát cái nguyện. Cho nên bây giờ nhờ cô Diệu Tuấn hay chú Minh Đức hay chú Nguyên Thạnh hay Minh Long gì cũng được, lấy hết danh sách của những vị nào chưa quy y đó. Tết này quy y hết. Minh rồi phải phát nguyện. Mình tu mà mình không có phát nguyện á thì mình dậm chân một chỗ. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước chẳng rời. Mình hiểu rồi thì còn chần chờ gì nữa? Bởi vì mình làm sao mình biết được cái chuyện của ngày mai? Hiểu rồi là mình phải làm. Vậy người nào mà mình đừng có nghĩ rằng á, hồi cái nghĩ đơn giản của mình là tôi không dám quy y, tại quy y rồi tôi làm sai là tôi tội. Không quy y thả vàng còn tội hơn. Hồi trưa có bà nói không? Tiểu phần u bà tắc, bán phần u bà tắc, đa phần u bà tắc, toàn phần u bà tắc. Năm giới tu chưa đủ, chưa được, tu hai giới. Hai giới tu khá rồi, tu ba giới. Tu làm sao mà thành bát giới? Tu bát giới. Mà bát giới mà tu được rồi đó là coi như là mình sắp sửa làm người tu rồi đó. Bởi vì trong con người của Trư Ngộ Năng á, có gì? Có tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh, ngũ dục. Cho nên cái tên ổng gọi là Ngộ Năng. Năng là siêng năng, cần mẫn. Ngộ rồi phải siêng năng cần mẫn mà tu. Tu cái gì? Tu tám giới. Cho nên có biệt hiệu là bát giới. Có biệt hiệu là bát giới. Tại vì nhờ ông tu tám giới đó. Còn ông kia thì là cố chấp, cho nên phải là ngộ tịnh. Ông kia là người trí tuệ, cho nên ngộ không. Ngộ được cái giáo lý không của nhà Phật. Cho nên ba nhân vật đó cũng không ai ngoài mình đâu. Ngộ năng ngồi vì ngộ không là tượng trưng cho sân. Ngộ năng là bát giới là tượng trưng cho tham. Còn ngộ tịnh là si. Ba ông đó là tham sân si. Đường huyền trăng tăng là tượng trưng cho từ bi. Trong con người mình cũng có. Mình chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Vì vậy mà mình thắp ba cây hương. Thường thường mình thắp hương thắp ba cây. Nhưng mà ba không rời một. Chỉ cần có giới là có định có tuệ. Chỉ cần có tuệ là có giới có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây là được. Ba cây là tượng trưng giới định tuệ. Nhưng mà ba mà là một.
Đạo Phật có cái hay là nói cái gì cũng nói tới cái vấn đề tương tức tương nhập. Một là tất cả là một. Mình trở lại, khi mình đã minh rồi thì mình không để cho cái hành này nó làm việc nữa, mà biến cái hành này ra cái gì? Ra cái phát nguyện, ra cái đại nguyện. Cho nên vô minh thì duyên hành, bây giờ minh phải duyên đại nguyện. Vô minh duyên hành. Mà khi mà phát cái đại nguyện rồi đó thì cái gì nó sinh? À, nếu mà là vô minh duyên hành, hành duyên thức, mà thức là phân biệt, mà tu theo Phật là chuyển cái thức thành cái trí. Cho nên thay vì thức thì chuyển ra thành trí. Trí là gì? Trí là trí tuệ. Trong nhà Phật nói bốn thứ trí lận à. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa không có nói cái đó. Nó nhiều quá quý vị nghe hồi cái nó lùng bùng. Nhà nói gọn là trí thôi, chứ còn trí là bốn thứ trí. Chuyển được tiền ngũ thức à, nó có đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí à, diệu quan sát trí rồi à, thành sở tác trí, vân vân, bốn thứ. Giờ ở đây mình nói một thôi cho nó gọn thôi, là trí. Thức là gì? Cứ phân biệt, cứ chia rẽ, cái này đẹp hơn kia, kia xấu hơn cái nọ, này dở này hay, đủ thứ, cho nên rồi cứ xích mích rồi phiền hà hoài thôi. Thì bây giờ mình chuyển thức thành trí. Cái trí của mình nhận rõ từng vấn đề. Mà quý vị biết không, mình nhìn cái hoa, mình thấy hoa này được nuôi bằng từ rác. Tại vì trong hoa có rác, trong rác có hoa. Tại vì cái hoa này nó héo đi, nó chết đi rồi người ta mang, người ta vứt thùng rác, cái nó trở thành ra phân bón, nó nuôi có những cái hoa khác. Mà trồng hoa mà nếu không có những cái phân thì làm sao mà nó lên hoa được. Cho nên hoa cũng là rác, mà rác cũng là hoa. À, con người mình à, có xấu có tốt, có rác có hoa. Mình thương ai? Mình đừng thương hoa không, thương luôn rác. Ủa hồi đó tôi mới gặp em đâu có tật nhiều dữ vậy. Sao giờ về ở chung mới có 1 năm em nhiều tật. Bắt đầu bắt, nhưng mà chị cũng có cách chỉ bào lại, chị nói tại ai. Tại ai mà tôi nhiều vậy? Chị cũng có cách chỉ bào chứ vô tưởng ha. Nhưng mà thiệt sự không phải đâu, ai cũng có tật hết đó. Nhưng mà tại khéo giấu thôi. Nói cho dễ hiểu là nhà nào cũng có cái thùng rác, nhưng mà khéo đậy, khéo cột, khéo đổ. Vậy thôi, chứ không đừng nói nhà tôi không có thùng rác. Không có thùng rác, rác để đâu? Nó tôi không có tật gì hết trơn á, không dám đâu. Nữa tôi không có tật. Hồi xưa dự khi Pháp Hòa giỡn với mấy chú và nói á, hồi đó thầy không có các con, thầy như tiên như Phật vậy. Từ hồi thầy có mấy đứa thầy trở thành la sát. Không phải là mấy đứa nó biến thành mình la sát, mà bản chất la sát mình nó có rồi. Nhưng mà mấy đứa kia nó là chỉ là cái duyên, nó làm cho cái bản chất la sát này nó nổi lên thôi. Có hết. Mình có cái bản chất của người dữ hung dữ không? Có. Mình có bản chất của người hiền lành không? Có. Mình gặp người hiền lành cái mình hiền lành, mình muốn mình. Mình gặp cái người mà trời ơi cái mình cũng trời ơi. Không phải là tại người đó mình có đâu, mình có sẵn. Cho nên mình tu theo Phật để làm gì? Để có cái trí mà nhận cái đó. Nhận cái đó, có cái minh á. Có cái minh, có cái trí để nhận cái đó, để làm gì? Để phát nguyện. Con phát cái nguyện là con chỉnh cái đó. Cho nên khi tu mình phải phát nguyện là vậy đó. Phát nguyện để làm gì? Để bắt đầu mình thiết lập, thiết lập một cái hệ thống là chỉnh đó. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Phải phát cái nguyện. Cho
Cho Pháp Hòa mới nói với các em trong cái khóa tu, các con chỉ cần nhớ giùm cho thầy mấy chữ đơn giản như vậy. Tu là sửa, sửa hai phần, giống như đi sửa xe vậy đó. Sửa sơn bên ngoài là body, phải không? Sửa bên trong là gì? Hả? Sửa bên trong kêu là gì? Có cái tên của nó, engine. Bây giờ cho nên là nhiều khi ta phải để không? Ô tô and body shop. Chỗ này không phải chỉ sửa cái body không, mà sửa luôn cả bộ phận ở bên trong. Một ông thợ sửa xe là như vậy. Mình cũng vậy. Mình tu mình sửa cái thân, sửa cái tướng. Mình có cái thói quen là mặc áo tràng lên ngồi tụng kinh rồi, nhưng mà có thói quen tập khí lắc chân của mình nó cũng còn. Cho nên ngồi mà tụng mà chú giảng sanh là lắc theo chú giảng sanh. Ngồi tụng đại bi lắc theo chú đại bi, mà ngồi A Di Đà Phật cái mình ngồi mình gục lên gục xuống vậy. Nhưng mình chỉnh cái đó. Mà mình không biết mình bị cái bệnh gì á, thì không sửa được. Cho nên chữ tu học nó hay lắm. Không học thì không biết để mà sửa. Pháp Hòa nói đơn giản là gì? Chỉnh cái tướng, sửa cái tâm. Hay nói là chỉnh cái tướng, đốn cái tâm. Tâm nào hư, dở, đốn đó. Đốn là chặt. Cho quý vị thấy không? Mình thì đốn hộ, mà tu là tiệm tu. Đốn là hiểu mau lắm, nhưng mà tu từ từ. Tu tà tà, tu rị. Đốn ngộ mà tiệm tu. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mình tu theo Phật á, là vô minh đổi ra thành minh. Minh á, phát đại nguyện. Nhờ đại nguyện cho nên mỗi ngày cái trí mình nó càng sinh. Vì mình chuyển đó, chuyển thức thành trí. Bây giờ danh sắc. Danh sắc là thân tâm. Sắc là cái thân, danh là cái tâm. Con người mình ai cũng có thân tâm. Thế cái gì có hình tướng kêu sắc, còn cái gì nó không có hình tướng, nó chỉ có tên gọi là kêu tâm, kêu danh. Ai thấy được cái tâm không? Không thấy, cho nên cái tâm nó chỉ là danh thôi. Còn cái thân tứ đại mình nè, đất, nước, gió, lửa, còn mình có mắt, mũi, cái sắc. Cho người ta gặp mình, ta nói, cha, lúc này sắc diện hồng hào. Lúc này sắc diện xanh xao. Lúc này sắc diện eo uột. Diện là mặt. Cái sắc mặt của mình. Chờ mình nói chuyện riết cái cũng quên đó. Nhìn cái tượng Phật nói, cái mặt Phật này xấu à. Cái mặt Phật này đẹp à. Đối với các tượng Phật thì không dùng cái mặt à, mà mình dùng cái từ gọi là gì? Diện Phật. Diện Phật này nhìn trang nghiêm. Diện Phật này nhìn chưa có trang nghiêm. Thí dụ vậy. Cái diện giống kêu cái mặt. Gặp giận ai kêu bản mặt mới mệt. Thì Đức Phật cũng có thân, có tâm, phải không? Thành Phật rồi đâu có vỉa là ngài thành gì ghê gớm lắm rồi bỏ cái thân này đâu, không có. Cũng thân tâm này, cũng cái thân này, cũng cái tâm này. Nhưng mà thân tâm này bây giờ làm gì? Thay vì tối ngày cứ phân biệt sống với cái danh sắc, nhưng bây giờ dùng cái thân tâm này thể hiện là cái thân thị hiện. Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ mình có cái thân. Và cái thân này hồi xưa và cái tâm này hồi xưa giờ, cứ thứ năm thứ sáu là nghĩ coi đi đâu chơi hay là mời ai tới ăn tiệc. Bây giờ không, cũng thân tâm này mà đi làm chuyện khác. Nghĩ coi bữa nay mình ở trên chùa cần chuyện gì làm, hay là ở trên nhà thờ có chuyện gì cần mình phụ, hay là các anh em trong đạo hữu với nhau, hay là các cơ quan từ thiện. Cũng cái thân tâm này nhưng mình thể hiện mình độ đời. Giống như ba, hồi đó tới giờ ba chưa bao giờ chăm sóc con.
Bây giờ ba hiểu rồi, ba có minh rồi. Hồi xưa là ba bị hành, bị thức, bây giờ không có. Ba đại nguyện, ba phát nguyện. Ba phát cái nguyện sao? Đi làm về, ba sẽ phụ mẹ nấu cơm, ba sẽ phụ mẹ rửa chén. Vợ cũng vậy, cũng sẽ phát cái nguyện, đem cái thân cái tâm này thị hiện cái tướng. Cho quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài thể hiện đủ tướng hết. Ai cần tướng gì, Ngài thể hiện tướng đó. Ví dụ như người nào mà đi trên biển cả mà đau khổ, mà sắp chết, lâm nguy, niệm Quan Âm, Quan Âm có mặt, thì chúng ta lại vẽ Đức Quan Âm đứng ở trên biển, kêu gọi là Quan Âm Nam Hải. Thí dụ vậy đó. Rồi người nào mà nóng nảy thì Đức Quan Âm hiện thân, cầm bình nước, rải nước, kêu là Quan Âm Tịnh Bình. Cho nên mình có thể thể hiện bằng đủ thân hết. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây, mặc áo tràng đây vậy, mà lát nữa dụ ngoài kia tuyết nhiều quá, cần người xúc tuyết, người cái sẻn thị hiện làm thân xúc tuyết. Thì như vậy thì mình vẫn có thân tâm, nhưng mà bây giờ mình chuyển cái đó. Thay vì thân tâm ngày xưa không biết làm gì hết, bây giờ thân tâm trở thành ra thân thị hiện. Tại sao mình thị hiện được các thân một cách mầu nhiệm như vậy? Là bởi vì mình có trí và có đại nguyện. Quý vị nhớ là cái giáo lý đạo, cái giáo lý là nó luôn luôn nó có cái liên hệ. Nhờ cái này có cho nên cái có, cho nên gọi là duyên khởi đó. Một khi mình đã phát nguyện rồi thì không có cái gì mình từ nan hết. Như vậy thì mình càng làm thì nguyện mình càng lớn. Quý vị thấy Đức Địa Tạng không? Ngài nguyện sao? Địa ngục chưa hết, thề không làm Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng quả Bồ Đề. Ngày nào còn người đau khổ, ngày đó còn có mình. Cho nên các cô mà y tá, bác sĩ trong nhà thương đó, thị hiện hết. Thị hiện thân hết. Có một cái ông đó, ông đi vô rừng, ông bị lạc. Ông bị lạc rồi cái ông mới chấp tay, ông cầu Chúa, ông nói Chúa ơi, nếu mà Chúa có linh, Chúa dẫn con ra khỏi khu rừng lạc này. Thì đâu mấy phút sau có một ông da đen tới dẫn ông ra. Ông mới về, ông viết trong quyển nhật ký, ông nói hôm đó tôi cầu Chúa mà Chúa không có mặt, mà ông anh da đen ảnh ra anh dẫn tôi. Như vậy ông này ông không có biết được sự mầu nhiệm của Chúa. Chúa đâu có cần phải thị hiện là một cái người có râu ốm o đi ra dẫn ổng, không cần. Nếu mình có con mắt mình nhìn, Chúa có thể thị hiện bằng bất cứ hình thức nào. Có một người đệ tử Phật đi trên biển, rớt xuống biển, anh niệm hoài Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Lát có chiếc thuyền đi tới, nói chú để con đưa chú lên thuyền. Nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Rồi thì một lát chiếc thứ hai người ta tới, người ta giơ tay, tôi nói ông ơi, ông sắp chết rồi, ông đưa tay tôi đưa lên thuyền. Nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Rồi cái lần cuối cùng, cái một chiếc trực thăng bay tới xà xuống nước, nói ông đưa tay tôi kéo lên. Ông nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Ông này ông thông minh hơn, ông nói ông ơi, nãy giờ Quan Âm thị hiện ba tướng rồi mà không chịu nữa đó. Tại vì mình cứ nghĩ rằng Đức Quan Âm phải là một người nữ mặc áo trắng, cầm bình nước rồi bay vèo vèo trên biển mới gọi là Quan Âm. Không, Quan Âm có thể xuất hiện bằng bất cứ một cái hình ảnh nào. Chúa cũng có thể xuất hiện bằng bất cứ hình ảnh nào. Ở trong chùa ta có một vị Bồ Tát ở dưới bếp, tên là Giám Trai Sứ Giả. Giám Trai là gì? Là inspection. Food inspection. Giám Trai, ta giám là giám sát. Trai là trai đường, sứ giả là một cái người mà làm việc. Bộ bây giờ biết tưởng là ông sứ giả nào phải cầm cái búa tạ vô đứng gần mới kêu giám trai sứ giả sao? Không có. Cái người giám trai đó lâu lâu mở cái ô vình ra coi giải giò bị khét chưa. Cái người giám trai sứ giả đó lâu lâu múc cái miếng nước súp lên nếm thử coi vừa ăn chưa. Cho nên trong chùa mình là nhiều giám trai sứ giả lắm, chứ không phải chỉ có một giám trai sứ giả. Mình phải hiểu như vậy, mình phải thấy được như vậy.
Cho nên rồi ví dụ như mình thấy người mình là ông chủ lễ không? Ngày tuần nào mình cũng lên chủ lễ, ngày nào cũng lên chủ lễ. Không, mỗi người cũng có thể làm chủ lễ được. Trời Pháp Hòa tới thăm một cái cửa hàng mới mở, mấy Phật tử mời thầy tới để mà cầu nguyện blessing cho cái nhà hàng. Thì mấy vị mới ra mời xong rồi nói thầy cho tụi con vài lời để tụi con coi như làm một cái phương châm trong cái sự làm việc. Thầy Pháp Hòa nói hôm nay quý vị ra mở tiệm làm chủ, chủ tiệm. Ai cũng có thể làm chủ tiệm được. Làm chủ tiệm dễ nhưng mà làm chủ mình khó lắm. Làm chủ bản thân mình không phải dễ. Làm chủ được cơn giận, cơn tức. Làm chủ được mình là ông boss không phải dễ. Mình làm chủ một cái nhà, làm chủ một cái tiệm dễ lắm. Có thể có tiền mà làm chủ cũng được. Nhưng mà làm chủ bản thân mình không phải dễ. Vì khi mình giận lên rồi, mình mất mình, mất tự chủ. Cho nên là khi mà mình cũng có thân có tâm, nhưng mà thân tâm ngày xưa sống không chánh niệm, bây giờ thân tâm ngày nay có chánh niệm, thì thân tâm này cũng cái thân này, nhưng mà cái thân này đem ra thị hiện để mà làm việc giúp người giúp đời một cách màu nhiệm, gọi là thị hiện. Thị hiện thôi. Thân thị hiện có nghĩa là nơi nào cần tôi làm cái gì đó tôi sẽ thị hiện. Thí dụ ha, quý vị làm đi vô chùa thị hiện thân Phật tử, rửa chén, quét nhà, nấu ăn, về nhà thị hiện thân của một người mẹ chăm sóc cho con, thị hiện thân của một người vợ lo cho chồng, về nhà cha mẹ ruột thị hiện thân của một người con trong gia đình, đến với bạn bè thị hiện làm thân một người bạn có thể ngồi đó lắng nghe những đau khổ của bạn, có đôi khi phải thị hiện làm thân một người giáo sư dạy dỗ cho con biết cái phải cái quấy. Mà thậm chí đối với con mình phải thị hiện thân của một người bạn, chia sẻ những nỗi niềm với con. Người sống như vậy, người có thị hiện thân. Đó là danh sắc. Còn lục nhập, lục nhập là do mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi mình giao tiếp với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, những cái cảnh bên ngoài đó. Con mắt thì mình thấy sắc, lỗ tai mình nghe âm thanh, mũi thì mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân thì xúc chạm, tâm ý thì phân biệt. Ngày nào mình cũng bị những cái đó nó chi phối mình. Do ngửi mà sanh phiền hà, do ngửi mà sanh vui thích, do nếm mà sanh phiền hà, sanh vui thích, đủ thứ hết. Thì bây giờ mình chuyển cái đó thành thọ dụng thân. Hồi nãy là thị hiện thân, bây giờ thọ dụng thân. Thọ dụng thân là sao? Ứng dụng cái thân của mình, sử dụng cái thân của mình một cách linh hoạt. Pháp Hòa nói ví dụ, trong chùa ta có bát Diệu Quang, bát Diệu Sáng, bát Diệu Thảo, ai nữa? Một vài bát nữa đi. Thì bây giờ á, những bát này á, mười mấy hai mươi năm trước á, là quý bác còn khỏe, cho quý bác thị hiện cái thân giám trai sứ giả, lo chuyện cơm nước bếp nút cho mình. Thời đó quý vị đâu biết gì đâu. Nhưng mà 20 năm sau, quý bác này già đau rồi, nhưng cũng không tự buồn. Nói tôi bây giờ tôi không làm được gì nữa hết, tôi không dám qua chùa. Đừng nói vậy. Mình có bệnh đi nữa, có già đi nữa, nhưng mình vẫn thọ dụng cái thân này một cách màu nhiệm, là mình không làm gì, nhưng mình tới mình ngồi đó với các con các cháu. Các con cháu đủ vui rồi. Và các con các cháu thấy cái món gì không biết làm, hỏi mình chỉ. Bác Diệu Quang có thể truyền cái món bánh tét, có thể truyền cái món bánh ít, làm như thế nào. Bác Minh Kính là mai mốt phải truyền món bí hầm dừa và cách nào trồng bí cho nó ngon. Mỗi một mùa mình thu được bao nhiêu trái bí. Thọ dụng thân. Thân có bệnh, làm việc theo bệnh. Bây giờ mình bệnh, mình không xuống bếp được, ở trên chánh điện thắp hương.
Thậm chí các người trẻ ta bận rộn quá, ta không có thì giờ, ta lại ta quét cái bàn thờ, ta chùi cái lư lao tượng Phật, mình làm được. Mình có thể cầm cái khăn mình lao những tượng nhỏ nhỏ xung quanh được, làm được chuyện đó. Có phải không? Ai nói mình làm được? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình không làm gì được hết. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Giờ mình chuyển năm cái này ra. Minh, đại nguyện, trí, thị hiện thân, thọ dụng thân. Bây giờ tới xúc. Xúc là mình tiếp xúc. Hàng ngày mình tiếp xúc nhiều lắm. Thì mình cũng xúc vậy. Đừng có tưởng là Phật không có xúc. Thí dụ Phật uống nước không? Phật uống nước. Nóng lạnh Phật biết. Nóng lạnh Phật biết. Tại vì xúc với lại thọ nó gần nhau lắm. Tại vì có tiếp xúc cho nên mình mới có thọ là cảm thọ. Cho nên hai cái này nó cũng rất là gần với nhau. Ví dụ Pháp Hòa cầm ly nước lên ngồi uống. Nóng Pháp Hòa biết. Lạnh Pháp Hòa biết. Và mình ngồi mình đụng vô cái bàn. Cái bàn này nó cứng, nó mềm, mình biết. Xúc và thọ liền, cảm thọ liền. Nhưng mà ngày xưa đó, mình xúc, mình thọ trong cái đau khổ, trong cái sự muộn phiền, thì bây giờ xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh. Tại vì mình có chánh niệm. Mình có chánh niệm rồi, mình sẽ có xúc thanh tịnh, có thọ thanh tịnh. Cho quý vị nhớ, Pháp Hòa nhắc lại cái chỗ này, là trong Đạo Phật dạy cái tu, dạy cái pháp tu cho mình, cái quan trọng nhất là chánh niệm và hộ trì. Chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa là luôn luôn mình phải biết mình đang làm gì, rõ ràng từng việc. Hộ trì là sao? Phải phòng hộ. Vì khi mình có chánh niệm rồi mình biết có nó nguy hiểm, đừng làm. Thí dụ bây giờ mình phải có chánh niệm về thân nè, mình đang bệnh mà. Phải có chánh niệm khi mình ăn uống. Bây giờ Pháp Hòa biết là Pháp Hòa sợ lạnh, cho nên bây giờ phải làm sao? Phải mặc đồ cho ấm. Ngày xưa mình không có khe, mình không có sợ gì hết á. Bây giờ mình biết là mình phải có chánh niệm. Ngoài trời lạnh, người mình yếu, thì mình phải tìm những cái gì đó bảo vệ thân của mình. Đó là xúc và thọ thanh tịnh. Để làm gì? Tại sao mình phải bảo vệ? Người ta nói cái đó giả mà bảo vệ làm chi? Bảo vệ cũng chết, không bảo vệ cũng chết. Không phải. Biết bảo vệ cũng chết, không bảo vệ cũng chết. Nhưng mà có bảo vệ thì cái thân của mình sẽ ứng dụng được một cách thọ dụng và thị hiện. Chẳng hạn như quý vị biết, cái hoa này trước sau nó cũng tàn, nó héo chứ nó có sống hoài đâu. Nhưng mà phải làm gì? Phải tưới nó, phải chăm sóc, phải tỉa gọt nó để cho nó có thể duy trì được. Biết ngày nào rồi nó cũng sẽ chết, nhưng mà trong thời gian này mình phải có bổn phận chăm sóc nó. Thân của ta cũng vậy, trước sau cũng chết. Mình phải chết làm sao? Mình phải thọ dụng thân mình như thế nào? Chờ Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ, các con có cái tuổi trẻ, có cái sức lực, phải dùng cái sức lực và dùng cái tuổi trẻ mình cho nó đúng. Ví dụ thầy mà giờ thầy có muốn trở lại thời thầy 20 tuổi cũng không được nữa. Không, đã nói thế gian mà. Thế là trong đó có thời gian và không gian. Mà thời gian thì biến đổi, di chuyển, không có dừng. Cho nên ai mà để đi qua cái tuổi đó rồi thì nó uổng. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình nói trời ơi, bây giờ mình 50 tuổi đi. Mình nói tôi tiếc quá, 30 năm trước tôi, 50 năm trước tôi không có biết sử dụng cái thân tôi chánh niệm. Chưa muộn, 50 tuổi vẫn còn làm được. Hiểu rồi thì phải về chăm sóc lên, chánh niệm lên. Cho nên có xúc, có thọ, nhưng bây giờ xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh. Mà khi mà xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh rồi đó, thì thay vì cái ái là luyến, là đắm chìm, thì cái ái này được chuyển là gì?
từ, bi, hỷ. Trong tứ vô lượng tâm mà nó có ba cái. Từ, tứ vô lượng tâm là gì? Là từ, bi, hỷ, xả. Xả tách quan bên, hỷ trước. Ba cái trước, từ, bi, hỷ. Thí dụ bây giờ mình có tiếp xúc thanh tịnh, cho nên mình mới biết rằng mình có minh. Như nãy mình nói đó, có minh, có đại nguyện, cho mình thấy cái người này cần phải được giúp đỡ. Lòng mình phát hiện ra cái lòng từ liền. Từ là gì? Là muốn giúp người hết khổ. Bi là gì? Muốn cho người niềm vui. Từ bi là vậy đó. Giúp người hết khổ mà cho người niềm vui là từ bi. Và luôn luôn mang cái niềm hỷ lạc tới cho người là hỷ. Ví dụ một người y tá, một người bác sĩ làm được chuyện đó. Người ta rên rỉ, đau khổ quá, mình lại mình an ủi, mình làm cho người ta bớt khổ và cho người ta thuốc uống. Cho nên thể hiện cái lòng từ bi của nhà Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cái bài sám của mình hay tụng hoài đó. Tại sao mình có từ bi? Vì mình có minh. Trong cái từ bi nó có minh. Minh là sáng, nhờ thấy rõ, cho nên mình mới từ bi. Cho nên quý vị biết á, mình đừng có nghĩ rằng á, bây giờ cái thân mình hết xài, không phải đâu. Dụng hết á. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện gọi là thọ dụng. Thọ dụng thân có là dùng, ứng dụng cái thân mình một cách nghĩa là không bỏ. Có cái ông đó, ông có một cái đôi nước để ông gánh, hai cái thùng gánh nước á. Thì một ngày kia có một cái thùng nó bị bể, mà cái ông này ngày nào ông cũng gánh một đôi. Về tới nhà thì còn có một thùng, thùng kia nó hết nước, bị nó chảy theo dọc đường á. Cái thùng bể nó buồn lắm. Cái thùng bể nó buồn lắm. Nó nói ông thương tụi tôi cả đời mà tôi buồn bản thân tôi không làm được gì giúp cho ông. Thì ông này mới khuyên cái thùng bể, ông mới nói đừng có nói như vậy con. Ngày mai á, ta dẫn con đi gánh nước lần nữa rồi con sẽ thấy được cái việc làm của con. Thì ông gánh nước trở lại ngày hôm sau á, thì ông mới thấy á, ông mới chỉ nó, con có thấy dọc bên đường này á, dọc suốt từ cái chỗ gánh nước về tới nhà, cỏ cây nó tươi đẹp hết không? Nó dạ thấy. Con biết ai làm không? Con đó. Tại vì cái thùng bể, ta cũng gánh một đôi nước, một thùng nước, và trên dọc đường đi, ta đi dọc bên sát lề đường, cho nên từng những cái giọt nước nó rưới xuống, và ngày nào cũng như vậy, cho nên cỏ cây nó được tươi tốt. Gánh một cái đôi còn lại, ta gánh về ta xài. Cái gánh của con, tuy nó có lũng, nó có chảy, nhưng cũng không có mất đâu, không có vô dụng đâu. Mà con lại tưới cây dọc bên đường, cho nên cho dọc đường những cái hoa thơm cỏ lạ. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Đâu có cái gì gọi là không dụng được đâu. Dùng được hết. Hồi đó Pháp Hòa có cái bình bát bằng đất để ăn cơm. Thì thường thường người tu là ai cũng có cái bình bát hết đó. Thì ngày hôm đó thì cái nắp nó bể đi. Thì bây giờ ở đâu còn cái nắp bể rồi thì cái bình bát đó nó thiếu bổ đi. Lấy cái bình bát làm gì quý vị biết không? Làm cái bát hương. Đẹp lắm, tại vì cái bình bát nó nâu á. Rồi nó có cái đế dưới nữa, làm bát hương đẹp lắm. Mà nếu mà sang nữa lấy bình đó rồi mua cái đinh ghim á, để vô cắm hoa kiểu Nhật. Hồi đó Hòa nhỏ mình đi tịnh xá, mỗi sư là có cái bình bát to lắm, tại vì các sư là chỉ ăn cơm ngày có một bữa thôi. Thì bát đó bát bằng đất mà, thì những cái bình bát bằng đất đó mà nó hư á, nó bể đó, ta không có bỏ đâu. Người ta mới lấy dây kẽm á, người ta bẻ lại để người ta làm cái đồ bao lại cái bình đó, giữ cho nó đừng có rạn nứt ra, đừng có bể ra, giữ lại. Biết làm gì không? Đổ đất vô trồng cây dọc bên mấy cái cốc, đẹp lắm. Không có bỏ. Mỗi một cái lễ Vu Lan mà Phật tử mà vô chùa mà ăn cơm á là rửa chén chết mồ luôn, là tại Việt Nam đâu có cái hồi xưa đâu có biết vụ mà ăn buffet kiểu Mỹ mà ngượng dĩa đâu.
cứ dọn bốn người mâm, bốn người mâm vậy đó. Hồi nhỏ mà nhớ là rửa chết mồ mấy cái lễ lớn đó. Tới hồi đông quá mà không có cái nhìn giáo giác trên bàn của quý thầy, còn cái nắp thố, cái nắp của cái thố đựng cơm đó, lật cái nắp đó lên làm chén ăn cơm thọ dụng. Cho nên mình đó, mình bệnh mình không làm được chuyện gì phải không? Không, làm được hết. Dù có bệnh vẫn tu được như thường, không tụng kinh lớn được, không lại Phật được, ngồi yên niệm Phật. Lần chuỗi hết nổi ngồi niệm thầm. Lại Phật không được, cúi đầu xá. Có ai nói mình tu được đâu. Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe, thọ dụng. Và cái ái này á, nếu mình vô minh á, nó sinh ra ái. Bây giờ không, có minh rồi, sinh ra từ bi hỷ. Thường thường ái rồi có gì? Thủ phải không? Thủ là gì? Giữ lại. Anh là, em là tất cả của riêng anh thôi, không có được của ai hết. Nhiều khi bây giờ hết, hiểu rồi, không có thủ nữa, mà phải xả. Cho nên từ bi hỷ xả tách ra, để chữ xả vô chỗ thủ. Mình hồi xưa mình ôm chặt, bây giờ mình xả ra, mình không có nắm nữa. Nhưng mà xả đây không có gọi là dưỡng dưng nha. Không phải, không phải dưỡng dưng trước đau khổ của người khác. Xả là ông làm gì ông làm, bà muốn làm gì bà làm, con muốn làm gì làm, thay kệ nó rồi hỏi sao vậy. Nó tôi giờ tôi tu hạnh xả. Không phải vậy. Xả đây là gì? Có nghĩa là làm tất cả mà không có tâm ôm ấp, cố chấp, nắm giữ. Chứ không phải xả rồi nói giờ ai xúc tiết xúc, tôi không có xúc nữa tại tu xả. À, chùa còn chùa mất kệ. À, không phải. Xả là vậy nè, làm tất cả việc trong chùa nhưng không hề bao giờ nghĩ rằng mình là người làm cái đó. Làm mà xả đó, vẫn làm mà không chấp, không vướng. Thủ là vướng, xả là rời, buông bỏ. Ví dụ như bây giờ mẹ mà thương con, mẹ làm hết cho con, có bao giờ mẹ có cuốn sổ mà ghi không? Hồi đó nó mới sanh ra, nó uống của tôi hết 3 bình sữa, xài hết mấy bịch tả, đâu có đâu. Phải không? Người mẹ làm tất cả cho con, nhưng mà làm tới đâu xả tới đó, không bao giờ tính toán. Nhưng mà có thể con làm cho mình nó tính. Kêu nó rửa chén, nó nói má, má quên là tuần rồi con rửa 2 lần. Cho nên mình vẫn làm mà không có vướng, xả. Cho quý vị phải hiểu cái chữ xả là vậy. Xả không có nghĩa là dửng dưng, mặc kệ, phó thác. Không phải vậy. Vẫn phải làm nhưng đừng có vướng nữa. Hồi xưa mình nghĩ mình số 1, không có tôi dễ gì cái này nó thanh. Đừng nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ ngược lại. Tôi còn hạnh phúc, tôi làm được việc này. Nghĩ như vậy cái tự nhiên cái hạnh nguyện của mình nó càng ngày nó càng lớn ra. Và cái việc làm của mình không bao giờ mình mệt mỏi. Chú Nguyên Thạnh chú cứ hỏi, chú nói với Pháp Hòa, chú nói sao mà cái mùa hè vừa rồi thầy có thể làm được cái chuyện đó. Một ngày ngủ 2 tiếng đồng hồ mà suốt cả một tháng trường như vậy. Cái sức lực mình có hạn chứ, nhưng mà tâm lực mình thì vô hạn. Người mà có tâm lực mà làm rồi, nó thắng được cái sức lực. Thiện thể. Hồi trưa mình học cái danh từ thiện thể đó. Thiện thể là khéo vượt. Nhiều khi buồn ngủ quá đâu cần ngủ nhiều, 15 phút thôi. Ngủ được 15 phút mà sâu rồi tỉnh dậy làm việc được cả ngày nữa. Cho nên á, từ bi hỷ là của ái. Chuyển cái ái thành từ bi hỷ. Thủ thì ra xả. Phải không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Bây giờ chuyển nè. Vô minh là có minh, hành là có đại nguyện, thức là có trí,
Danh sắc có thị hiện thân, lục nhập thì có thọ dụng thân. Rồi xúc thì có xúc thanh tịnh, thọ thì có thọ thanh tịnh, ái thì có từ bi hỷ, thủ thì có xả. Bây giờ khi mình đã có được cái chuyện gọi là xả rồi thì sao? Thay vì hữu phải không? Hữu là có. Nhưng mà bây giờ mình thấy sao? Mình thấy diệu hữu chân không. Thấy diệu hữu chân không là thấy gì? Thấy diệu hữu chân không là thấy trên đời này tất cả sự nó có, nhưng mà nó chỉ có một cách màu nhiệm và không còn vướng có với không nữa. Chấp cái nào cũng khổ hết á. Ví dụ, bà nói ví dụ nha. Quý vị nhìn cái hoa này, nếu quý vị nói cái hoa này là không, người khác cũng nói làm sao không được, nó có đây mà sao nó không. Nhưng mà cái người trí họ nhìn á, họ nói cái này là chân không diệu hữu. Chân không là sao? Nó không có thật. Mai mốt rồi nó rã, nó giả, nó chết hết đây nè. Nhưng mà nó có đây là có một cách màu nhiệm, diệu hữu. Có màu nhiệm lắm. Ngộ không? Từ một cái hạt để xuống đất rồi tưới, rồi ánh sáng mặt trời, rồi đủ thứ những cái duyên, tự nhiên lên cái cây có hoa đẹp như vậy. Đó, rồi mai mốt nó chết đi, nó rã ra, nó thành phân bón cho những cây khác. Nó trở về không? Rồi cái phân đất nó nuôi những cái cây khác có mặt nữa. Quả là diệu hữu. Con người mình có diệu hữu không? Nó từ cái trứng nhỏ xíu ở trong bụng mà, rồi một tháng, hai tháng hiện hình thành một cái đứa nhỏ, rồi sanh ra, rồi khóc que que, không biết trời trăng mây nước gì hết á. Rồi giờ cái lớn lên, cái biết thương, biết yêu, biết đủ thứ kiểu hết, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ganh, biết đủ thứ hết. Rồi tranh giành, rồi giật dọc, đủ kiểu hết. Có ai dạy chửi mà cũng biết chửi. Có ai dạy gây mà cũng biết gây. Sao nó ngộ vậy ha? Phải không? Cho nên mình thấy rõ ràng cái gì nó cũng có một cách màu nhiệm. Giờ mình ngồi đó, mình chấp cái có hay là nói cái không, hiểu ra rồi cái gì cũng là giả có. Duyên đã nói là giả có là duyên hợp, mà duyên hợp là do giả có. Cái duyên nó có mặt thì nó có, thì hết duyên nó rã. Như vậy thì tất cả đều do duyên hợp. Mà đã là duyên thì là giả có. Nó có mà có giả. Cho nên bây giờ thay vì chấp không, chấp có, thì bây giờ mình không có chấp gì hết, mà tâm mình thấy tất cả đều là chân không diệu hữu. Bát nhã đó. Tự nhiên có cái đinh, có cái gỗ, rồi cái đưa cưa, rồi cái cưa, rồi bào, rồi cái búa, rồi cái đóng về, cái màu nhiệm quá, có cái bàn. Mười mấy năm trước ở đây là cái nhà cũ phải không? Đó. Rồi đập nó ra hết cái tưởng nó không. Đủ duyên đủ nhân ráp lại cái hữu có cái chùa. Đó. Cho nên quý vị thấy là mình cũng diệu hữu lắm. Ngộ quá, hồi xưa da mình đâu nhăn. từ nhăn hết trơn. Tất cả chỉ là duyên hợp giả có. Hiểu được như vậy rồi không có chấp cái gì nữa hết. Không có chấp nữa. Tâm mình tự tại rỗng rang vô cùng mà không chấp nữa. Mà từ cái hữu đó nó có cái sinh. Tại vì mình chấp có cho nên nó sinh đủ chuyện. Và từ cái có cho nên có cuộc sống. Mà có cuộc sống thì phải tranh giành, tranh đấu làm sao để cuộc sống nó có. Bây giờ từ cái có mình thấy diệu hữu. Từ cái diệu hữu mình thấy vô sinh. Vô sinh là sao? Hồi nãy vô minh mình có sinh, bây giờ nhờ minh mà thấy vô sinh. Thế nào gọi là vô sinh? Gió nó thổi, cây nước nó cuồn lên, cái mình kêu là sống. Nhưng mà sống với nước nó là hai không? Một thôi. Cho nên khi mà gió nó nhào lên vậy, cái mình kêu cái sống. Khi nó bình lặng kêu nước. Như vậy thì sống với nước nó có sinh diệt gì đâu. Nó là vô sinh mà. Chẳng qua là có gió
nó thổi lên thì mình gọi là sống. Nhưng mà sống và nước nó chỉ là một. Cho bây giờ con người mình á, có sinh không? Theo cái hiện tượng bình thường nè, phàm phu mình nhìn có sinh phải không? Sinh có lão có tử. Nhưng bây giờ mình thấy chết cũng đâu có phải là chết hẳn đâu. Chết giống như thay cái áo thôi. Rồi đủ nhân duyên thì nó tái tạo. Cho nên mình vô sinh. Đây là Pháp Hòa nói không? Bây giờ đủ duyên thì ngoài đường mình gọi là tuyết. Tháng 4, tháng 5 mà đủ duyên thì bây giờ nó tuyết nó tan kêu là nước. Nước nó bốc lên, nó thành hơi, nó đóng thành những cái cộm ở trên trời, mình gọi là mây. Nhưng mà mây với nước nó có phải là hai không? Nó là một thôi, nhưng mà tại cái hiện tượng vậy thì mình gọi là mây. Mà nó rơi xuống này cái kêu mưa, chứ kêu kêu nước nghe mưa. Mà nó rớt xuống như này kêu nước. Vô, mình phải thấy được cái vô sinh của các pháp. Không sinh mà cũng không diệt. Tại con mắt mình nhìn gì nó có cái mình kêu sinh. Giống như con người mình á, sờn sởn ra mình kêu là sinh, mà thật sự mình đã đâu phải sinh ngay cái giờ phút mà người mẹ đau bụng rồi sinh mình ra mới gọi là sinh đó. Mình sinh phân nửa trong ba rồi, mình sinh phân nửa trong mẹ rồi, rồi mình sinh ngay từ cái chỗ mà mình đã tụ thành một cái trứng trong bụng mẹ rồi. Cho nên nói là cái ngày sinh của tôi là ngày đó, ngày đó là nói theo gì? Thế giới tất đàn mà nói thôi. Thế gian người ta nói vậy, mình nói vậy thôi. Giống như chết vậy đó. Tắt thở, không còn thở nữa. Nằm đơ ra đó, không có nhúc nhích gì kêu chết. Mà thiệt sự mình đâu phải ngay lúc đó mới chết. Cái giờ phút đó mà chết kêu là phần đoạn sanh tử. Ngay lúc đó chết. Nhưng mà hiện tại đời sống mình là biến dịch sanh tử. Tử luôn luôn. Tử từng giờ từng phút. Không có cái tử từng giờ từng phút này, nó làm gì nó đi tới cái tử cái một đó. Nhất kỳ sanh tử. Chứ mình cũng chết nha. Giống như bây giờ mình có bệnh không? Mình có già không? Mình đi tới cái già trong từng giây từng phút chứ. Đâu phải là nói là 50 tuổi mới già đâu. Không. Đứa 17 tuổi nó già hơn nó 16 tuổi. Nó già trong từng giây phút. Nó để đi tới cái già. Mà mình bị những cái tướng bên ngoài á. Mình chạy theo những cái tướng ngoài chứ mình quên những cái hiện thực. Cho nên mình thấy có sinh không? Bên này là vô sinh. Và khi mà vô sinh mà mình thấy được rồi á, thì có lão có tử gì nữa đâu. Già cũng được, chết cũng được, không có sao. Già nó cũng có cái phần lợi của già, được lãnh tiền già. Không có sao hết. Già nó cũng có cái lợi là vô ở đây có chính phủ lo. Cho cái người mà sống thấy được cái tính cách tương tức của cuộc sống đó, họ không có đau khổ. Tại vì họ nghĩ rằng lúc họ trẻ đó, họ đã làm trọn vẹn cái gì khi trẻ mình làm. Về già rồi mình sống an hưởng cái tuổi già. Đừng có lưu luyến quá khứ, đừng có suy nghĩ cái tương lai. Giống như Pháp Hòa nói với đại chúng, bây giờ thí dụ bây giờ bản thân Hòa hay quý vị cũng vậy, mình sống mình trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm của mỗi con người mình đang gánh, làm trọn vẹn. Rồi mai đây Pháp Hòa có đi hay quý vị có đi, bình thường, có làm gì được hơn đâu. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn hết là bởi vì tất cả mọi người đã có mặt trong cuộc đời mình một cách mầu nhiệm. Người kia là gián kiều của mình, mình cũng là gián kiều của người kia. Mình chưa hề gây đau khổ cho gián kiều của mình, cho nên không cần phải thắp hương mà cầu gián kiều trở lại. Vì khi mình sống mình đã trọn vẹn. Cho nên cái quan trọng là cái giây phút này nè, mình sống ngay cái giờ phút này, mình đã làm gì cho nhau. Chứ còn cái chuyện mà đợi một cái người đó đi rồi mình mới lưu luyến, mình mới thương nhớ, mà cúng quải, chuyện đó được mà phụ thôi. Cái quan trọng là lúc sống mình đã từng cúng dường người đó chưa. Như trưa mình học cái chữ đó, cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi. Mà dưỡng nuôi không có nghĩa chỉ là dưỡng nuôi hình thức,
vật chất mà dưỡng nuôi cái đời sống cái người đó có hạnh phúc. Còn đợi mà chết rồi mới cúng dường thì muộn. Ngay đời sống này vẫn cúng dường cho nhau được. Cúng dường cho nhau từng nụ cười, từng sự sống. Có nhiều khi mấy em nhỏ nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó hỏi tụi con như vậy có tội không? Thí dụ vậy đó. Pháp thay gì mình nói tội không tội, nói nếu mà mình hiểu được cái điều đó mình thương nhau còn hơn mình thù hằn, mình ghét bỏ nhau. Cho quý vị thấy 12 nhân duyên ngày hôm qua về Pháp Hòa trình bày. Mình nếu mình cứ chấp nhận một mặt tiêu cực á, là mình thấy cuộc đời của mình nó bế tắc, toàn là những cái đau khổ vô minh, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi sinh, rồi lão tử, u bi. Không, bây giờ không có. Chuyển nó. Tu là chuyển mà, nãy mà nói tu là sửa là chuyển mà. Thì bây giờ mình thấy mình vô minh, quyết chí phải làm cho con mình. Dẹp chữ vô, có chữ mình. Có mình, có minh, có đại nguyện, có trí, có thân thị hiện, có thọ dụng, có gì nữa, xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh, xúc thanh tịnh, có từ bi hỷ, có xả, có vô sinh, có chân không diệu hữu, có vô sinh, có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một khi tâm của mình bình an lặng lẽ, không có bị dao động bởi những cái thị phi, những cái dời đổi của cuộc đời. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói đó, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Cây mai á, nếu nó không chịu được cái mùa lạnh á, thì hoa mai đâu nở thành hoa và tỏa cái hương sắc cho mình. Cũng như vậy, chúng ta không hề trải qua những đau thương của cuộc đời, có lẽ ngày nay chúng ta cũng chưa tỉnh ngộ để mà chúng ta tu niệm gì đâu. Cho nên con người mà thỉnh thoảng có đau thương sầu khổ cũng tốt lắm. Tại vì chi biết không? Để cho mình có dừng lại bớt, có quán chiếu lại bớt. Chứ thôi mình giống như là người mà cởi ngựa mà không biết thắng cương vậy đó. Cứ đi mà đi không bao giờ biết dừng. Đến một lúc nào rồi á, trống kèn mà nó buông xuống rồi, hạ màn rồi, thì kiếp người mình nó hết. Cho nên ngày xưa ông Vũ Hoàng Chương có làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Ông Vũ Hoàng Chương làm cái bài thơ đó: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, mình cứ ngồi mình hỏi không à, tại sao con khổ? Tại sao con buồn? Tại sao con nhớ người ta? Tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng? Mà những cái đó nó giống như những cái con cái dấu hỏi đó. Những cái dấu hỏi đó, đó nó giống như là những con sên đó. Nó bò trong cái đầu mình là sên bò nát ốc máu thầm rơi. Quý vị, máu, giọt máu nó rơi xuống làm sao? Rơi từng giọt gì không? Thì cái dấu cuộc đời này là một cái chấm than. Khi thường thường ta viết cái gì mà nó có cái tính cách mà buồn á, thì người ta chấm than. Than ôi, chấm than cái. Hỡi ơi, chấm cái. Đó, từng giọt máu nó rơi xuống. Hai cái dấu họ, hai cái dấu của cuộc đời mình, một cái là chấm hỏi, một cái là chấm than. Bài thơ rất hay, ý tứ rất hay. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc, hỏi cho dữ dằn. Trời ơi, tối ngủ mà chưa yên đâu nghe, còn gác tay lên trán nữa, còn gác tay lên trán hỏi nữa. Chừng nào mình mới được cái này, chừng nào mình được cái. Rồi đôi khi buồn quá ra ngó trời, cao xanh ơi hỏi cao xanh. Cao xanh là hỏi ông trời. Sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống,
Khi mình hiểu ra rồi thì chỉ là một chấm than thôi. Nhưng mà cái dấu chấm than nó tương đồng như một giọt máu. Nó tương đồng với một cái đinh đóng vô hồn. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Cái dấu chấm than đó nó dài và nó y như cái đinh mà đóng vô hòm á. Cái đinh đóng vào xăng là đinh đóng vào hòm á. Thì tất cả những tiếng đóng đó nó trả lời hết cho mình đó. Cuộc đời mình là cái gì? Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Mà muốn biết á, nghe cộm cộp đó, đóng vô trong cái quan tài thì hiểu hết. Thì hôm nay Pháp Hòa trở về thăm đại chúng nhân cái lễ Phật thành đạo. Thì chúng ta đã nói là 12 nhân duyên là một giáo lý mà Đức Phật đã khám phá ra khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và hôm nay mình mang bài học này ra chúng ta học. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có giáo lý tung nhưng mà cũng có giáo lý hoành. Hoành là đi ngang, nãy giờ mình đi ngang đó. Bên này là minh, vô minh, đây là hành. Không? Mà vô minh mà nó đi tới cái hành thì bên này là vô minh, bên này là minh, bên này là hành thì bên này là đại nguyện, bên này là thức thì bên này là trí, không còn đi hàng dọc, đi hàng ngang, tung hoành. Mình tung không được thì mình hoành. Mà khi mình hoành được rồi đó, mình thấy cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ. Nhờ có minh cho nên mình đại nguyện có, xả có, từ bi có, thọ dụng có, niết bàn có, vô sinh có, chân không diệu hữu có. Mà cái kia nó vô minh cho nên nó hành, nó thức, nó danh sắc, nó lục nhập. Cái này nó duyên, cái kia nó duyên nhau. Người mà khổ rồi đó, mà không sáng rồi, khổ càng thêm khổ. Cho nên cái câu là một mình lại thương mình xót xa. Ba chữ mình ở trong cái câu chuyện Kiều đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa, quần quần luân hồi mà không có lối ra. Thôi hết giờ rồi, chúc đại chúng khỏe. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức Phật đạo.